giảm căng thẳng. Rồi mình đi qua cái tác nhân thứ ba, đó là bức nội ngoại nhân ha. Bức nội ngoại nhân thì em gom lại cho các anh chị thành con số 5, tại vì em thích số 5. Số 5 liên quan tới ngũ hành đó, thì mọi chuyện em luôn gom lại con số 5 cho dễ nhớ. Thì cái bức nội ngoại nhân này á, có một số cái tác nhân như là, thứ nhất là sản phẩm bệnh lý, cái thứ hai là do sinh hoạt, cái thứ ba là do chấn thương, hoặc là côn trùng, hoặc là trùng tích. Trùng tích nó giống như là ký sinh trùng bây giờ của ngôn ngữ y học hiện đại các anh chị nha. Một nhóm nguyên nhân nữa đó là chữa trị sai. Thì trong sách vở em thấy không có để cái nguyên nhân này ra. Tuy nhiên sách vở kinh điển người ta nói rất nhiều về cái chuyện chữa trị sai, tức là lỗi của người thầy thuốc á, thì nó cũng là một tác nhân gây bệnh trên bệnh nhân. Rồi một nguyên nhân nữa đó là tiên thiên. Tiên thiên bất túc nghĩa là đứa bé đó nó thừa hưởng cái tinh từ cha và tinh từ mẹ. Thì cái tinh cha và tinh mẹ nó có vấn đề gì không là đứa bé nó hưởng hết nha. Nếu tinh cha và tinh mẹ bị bệnh thì đẻ ra cái đứa bé nó bị bệnh, thì người ta gọi đứa bé đó là tiên thiên bất túc, nó là vậy. Rồi nội thương sinh ngũ tà, thì cái này ở nâng cao em chỉ giới thiệu thôi, cái này ở phần sau đại học mới được học, những bạn đại học cũng chưa học luôn. Thì em để đây để giới thiệu cho các anh chị biết là nó có thêm một cái nhóm nguyên nhân là nội thương sinh ngũ tà. Rồi mình sẽ đi vào cái nhóm đầu tiên, đó là sản phẩm bệnh lý. Thì ở dần lại ở mức giới thiệu thôi. Còn cái cơ chế thì học qua phần bài thuốc đó, thì em sẽ có nói một chút xíu về cơ chế của đàm, cơ chế của huyết ứ nha. Thì sản phẩm bệnh lý thì gồm có ba cái: đàm nè, huyết ứ và kết thạch. Kết thạch nó giống như là khái niệm về sỏi thận nè, sỏi mật, nó giống như bên y học hiện đại các anh chị nha. Rồi về cái sinh hoạt. Sinh hoạt thì nó có hai chuyện, một là chuyện ăn uống, hai là chuyện hoạt động nha. Ăn uống thì nó có hai chuyện để gây ra bệnh: ăn uống không điều độ, tức là thời gian đó. Cái thứ hai là ăn uống thiên lệch. Thiên lệch cái gì? Thiên lệch một cái nhóm thực phẩm nào đó, ví dụ thích ăn cay, suốt ngày ăn cay vô thì nó sẽ tích nhiệt. Ví dụ như thích ăn đồ chiên xào, ví dụ như thích ăn đồ béo ngọt, hoặc là thích uống rượu uống bia, thì đó là ăn uống thiên lệch các anh chị. Rồi cái thứ hai là hoạt động. Hoạt động thì các anh chị nhìn đây có bốn cái hoạt động. Hoạt động như là lao lực quá độ nè nha, lao tâm quá độ, phòng dục quá độ, và sống quá ẩn dật nha. Theo các anh chị sống quá ẩn dật này là sao các anh chị? Em nghĩ là buồn á, xong họ muốn cách ly khỏi cái xã hội. Thì hiện tại bên Nhật nó đang có hiện tượng là Korimori á, là họ sống ẩn dật, là họ không có quan tâm đến xã hội, là họ cứ buồn chán rồi sinh ra bệnh nè cô. Cảm ơn anh một ý kiến. Còn anh chị nào có ý kiến khác không? Dạ, theo em nghĩ là sống khép kín nè cô. Sống khép kín ha, một ý kiến nữa. Còn các anh chị khác thì sao? Rồi khi mà nói đến đây đó, các anh chị sẽ thắc mắc là hồi xưa đó, có những cái vị cao nhân đắc đạo sống ở trên núi đó, người ta cũng sống con mình, người ta cũng sống ghép kính, nhưng mà người ta rất khỏe, người ta sống rất là thọ nha. Thì sống ẩn dật ở đây đó, mình hiểu là giống như vậy, giống như để em cho các anh chị có ví dụ, không biết đây có ví dụ hay không. Không có, nói luôn hôm nay lại không có cái hình sống quá ẩn dật. Sống quá ẩn dật tức là mình ngồi chỗ, giống như khái niệm sống tĩnh tại của y học hiện đại bây giờ đó, ngồi chỗ ăn uống coi tivi, hoặc ngồi chỗ chơi game, không có hoạt động thể lực gì hết trơn, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ thôi, thì cái đó nó giống với khái niệm sống quá ẩn dật nha. Chứ không phải sống ẩn dật là leo lên núi ở thì là sống ẩn dật nha, các anh chị hiểu đúng nghĩa nó như vậy. Rồi mình đi qua một cái nhóm là lao lực quá độ. Thì trong nội kinh viết về ngũ lao, thứ nhất nhìn lâu thì hại huyết, ảnh hưởng tận tâm đó, vì huyết dựa vào các mạch chứa đựng và các mạch lại quy về mắt. Cái thứ hai nằm lâu thì hại khí, thì chủ yếu là tạng phế, do khí thuộc dương, mà dương thì nó động, mà tỉnh nhiều thì khí nó trệ liền các chị, cho nên nằm lâu hại, nhìn lâu cũng gây hại, ngồi lâu thì hại cơ nhục, nó tức tạng tỳ đó, vì tỳ chữa cơ nhục, mà cơ nhục sinh ra là để vận động, cho nên mình ngồi lâu thì cơ nhục nó không được vận động, cho nên nó cũng bị ảnh hưởng. Và đứng lâu thì hại cốt, là liên quan tạng thận các chị, là vì thận chủ cốt tủy, mà cốt vững thì mình mới đứng được, mà các anh chị đứng quá lâu thì cốt làm việc nó nhiều, nó sẽ bị hư hao, nó sẽ bị tổn hại. Đi lâu thì hại cân, chủ yếu là tạng can đó,
Can thì chủ cân, cân mạnh thì mới đi được, nhưng mà các anh chị đi nhiều quá thì ngược lại nó sẽ ảnh hưởng tới cân đó. Thì trong hồi xưa trong nội kinh người ta chả biết gì về về cơ xương khớp hết trơn, người ta cũng không có nhìn được, người ta cũng không có chụp MRI, không chụp CT được, nhưng mà người ta đề ra được những cái rất đúng anh chị ha. Ví dụ như nhìn thì hại gì, nằm thì hại gì, ngồi thì hại gì, và đứng đi thì hại cái gì đó. Thì chính vì cái này nè, về cái tổn thương ngũ lao này thì cũng có một chương trong nội kinh nữa, nó viết về cái phòng bệnh nha. Phòng bệnh là sao thì cũng xoay quanh những cái chuyện này: hạn chế nhìn lâu nè, hạn chế nằm hoài, hạn chế ngồi lâu, hạn chế đứng lâu và hạn chế đi lâu, nó sẽ xuất hiện trong cái phương pháp dưỡng sinh. Rồi ví dụ ở đây là một số cái nguyên nhân gây bệnh nè. Cái này là lao lực quá, là các chị vận động về thể thể trạng quá nhiều. Rồi cái này là lao tâm, lao trí quá độ nha, mình hoạt động suy nghĩ quá nhiều. Cái này là mình đứng quá nhiều nè nha. Còn hai cái này cũng được xếp vào nhóm sống quá ẩn dật, cứ chơi, cứ nằm chỗ chơi, không có vận động, không có học tập, không có tiếp xúc với ai hết trơn, cứ ở chỗ chơi game vậy đó. Rồi nhóm thứ ba là chấn thương và trùng tích nha. Chấn thương em nói về chấn thương, còn trùng tích thì dễ, nó giống như ký sinh trùng các anh chị nha. Chấn thương thì ở đây có hai loại chấn thương, đó là chấn thương lớn, các anh chị nhớ nha, trên slide có nhưng mà em nói rồi thì trong thi sẽ có. Chấn thương thì có hai loại: chấn thương lớn nha và vi chấn thương. Vi chấn thương là sao? Tức là những cái chấn thương nó nhỏ nhỏ, nó nằm ở trong người của mình, nó mình không thấy được thì gọi là vi chấn thương hay là chấn thương nhỏ. Còn những cái chấn thương lớn như vậy mình thấy được thì gọi là những cái chấn thương lớn. Rồi ở đây là trùng tích, các anh chị, hình ảnh của trùng tích, mình mượn hình ảnh của nội soi thai y để mình coi một số hình ảnh của trùng tích. Con này con gì các anh chị? Dung đũa không? Hay dung đũa, chính xác ha. Rồi con này dung gì các anh chị? Dung móc hoa dạng giống như dung lương không? Nó đi Dung xâm nhập qua da. lương, dung lương các anh chị. Rồi hai món này các anh chị nào ăn chưa? Đều ăn rồi hết cô. Hai món đặc sản ha. Thứ nhất là phở Đã tái, sống ở cái chích. phở tái lăn ở trên ở Hà Nội đó. Em đi ra Hà Nội thì người ta có cái món là phở tái lăn, ăn thì thấy nó thịt nó hơi sống sống khó ăn các anh chị, tùy quán. Còn cái thứ hai là cái món ở ngoài Phú Quốc là cá trích với lại cá sống trộn với dừa, mình sẽ ăn. Thì hai món này nó tái, thì nó có khả năng là nó có nhiều cái con ký sinh trùng hay là trùng tích trong đó. Hai món này các anh chị nào ăn chưa? Có thấy mà chưa ăn rồi. Có anh chị nào ăn rồi chưa? Có được cô. Có. Có rồi cô. Chắc là mấy anh chị ăn rồi đó. Cái món bên này thì mình có cảm thấy là mình đỡ sợ hơn. Cái này là tôm sốt Thái ha, thì em cũng ăn rồi, ăn đúng một lần bị tiêu chảy thì sợ tới giờ luôn. Cái món bên này thì nhìn sợ quá không dám ăn, đó là tiết canh, gà, tiết canh vịt. Đi ra ngoài Bắc học đó, thì thấy mấy anh hay mời đi ăn tiết canh, mặc dù cũng là bác sĩ đó mà mấy anh vẫn mời đi ăn tiết canh, ăn ngon lành luôn anh chị, nhưng mà rất sợ. Bởi vì trong mấy cái này nó có sợ, nó có nhiều ký sinh trùng lắm. Tại vì môi trường sông và biển của Việt Nam nó không có được sạch như bên Nhật, nó không được sạch như Hàn Quốc. Cái biển của mình nó ô nhiễm lắm, người ta đổ tùm lum xuống dưới hết á. Cho nên là sinh vật của biển á, mình múc lên là mình ăn sống á, thì thấy có khả năng nhiễm ký sinh trùng rất cao nha. Nên các anh chị hạn chế thôi, tùy thôi chứ không có quyền cấm ép các anh chị. Rồi cái thứ tư, nguyên nhân gây bệnh thứ tư đó là chữa trị sai và tiên thiên bất túc. Thì nhấn một cái nữa là nguyên nhân chữa trị sai là do người thầy thuốc chứ không phải do bệnh nhân nha các anh chị, tất cả là do người thầy thuốc. Thì chữa trị sai nó có hai chuyện, đó là chẩn đoán sai thì dẫn đến pháp trị sai, hoặc là chẩn đoán đúng nhưng mà thao tác sai. Nhất là trên châm cứu, nhất là trên xoa bóp, là mình không để tâm là châm kim vô bổ thành tả, tả thành bổ. Xoa bóp cũng vậy luôn. Rồi cái nhóm nhỏ nữa là tiên thiên bất túc nãy em nói rồi đó. Rồi cuối cùng là nội thương sinh ngũ tà, thì giới thiệu các anh chị thôi. Tức là ở trong cơ thể của mình đó, nếu bệnh lý xuất hiện thì những cái này nó cũng xuất hiện theo nha. Tùy bệnh lý nó sẽ có nội phong, nội hàn, nội thấp, nội táo và nội nhiệt. Còn tất cả những cái này đều là nguyên nhân gây bệnh hết. Thì cái tính chất của nó cũng giống như là lục dâm các chị nha. Nội phong thì cũng giống tính chất của ngoại phong hay là phong tà, tuy nhiên cơ chế hình thành thì nó khác nhau. Rồi như vậy nguyên nhân gây bệnh ngày hôm nay của mình là xong. Em nhắc lại chút xíu nha, mình sẽ ôm nguyên nhân gây bệnh tổng quan của y học cổ truyền có ba nguyên nhân. Rồi thứ nhất là
Thứ nhất là cái gì các anh chị? Nội nhân. Thứ nhất là ngoại nhân các anh chị ha, ngoại trước đi rồi nội sau, ở bên ngoài trước đi. Ngoại nhân thì nó gồm có phong hàn thử thấp tấu hỏa tà, đó là lục dâm. Rồi, ở trong nội nhân thì có gì các anh chị? Nội nhân thì có gì các anh chị? Cũng phong hàn thử thấp à, phong hàn thấp hỏa trùng. Nội nhân, ngoại nhân và nội nội nhân thì nội bên ngoài á là lục Vui giận buồn lo tự đúng sợ rồi cái mẹ con. chính xác ha. Nội nhân thì gồm có là tình trí á các anh chị nha, gọi là thất tình, thì gồm có là năm cái nó liên quan tạng phủ hồi nãy em nói với các anh chị rồi đó, thì gọi là thất tình. Ở ngoài là lục dâm, ở trong là thất tình. Rồi có một cái nhân nhân thứ ba là bất nội ngoại nhân, các anh chị vẽ sơ đồ nha, ôn cho các anh chị luôn đó. Bất nội ngoại nhân tức là không phải nguyên nhân lục dâm, cũng không phải nguyên nhân là thất tình, thì nó có một vài nhóm, ví dụ như là gieo lại cái sơ đồ cho các anh chị coi nha. Rồi ví dụ như là cái sơ đồ này, sản phẩm bệnh lý nè, sinh hoạt chấn thương côn trùng trùng tích chữa trị sai tiên thiên nội thương sinh ngũ tà, đó là xong nha. Thì khi hỏi thi thì em cũng chỉ hỏi những ý lớn này thôi, không chỉ không hỏi những ý tiểu tiết đâu, cho các anh chị không có làm khó các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tình huống lâm sàng các anh chị, mình sẽ làm tình huống thứ nhất nha. Rồi các anh chị đọc tình huống lâm sàng đây, toàn là tình huống thực tế em đi làm và em đánh cho các anh chị làm đó. Thì các anh chị thử nghĩ đi, nguyên nhân gây bệnh trên cái tình huống một là cái gì? Cái này nếu mà bên Tây y á, là dị ứng cho hải sản, còn bên Đông y của mình á, là trúng phong. À, một ý kiến là trúng phong ha. Rồi, cảm ơn anh. Một ý kiến là trúng phong mình nói y học cổ truyền thôi các chị. Tây y thì mình không học sâu Tây y. Tây y qua học phần khác mình sẽ học. Mình nói về nguyên nhân của y học cổ truyền thôi. Rồi các anh chị nào có ý kiến khác không? Rồi em trả lời ha. Các anh chị nhìn, ở đây là một tình huống người ta tới vì dị ứng thức ăn, sau khi ăn đồ biển xong đó thì em quên để cái hình lên rồi, nó nổi sẩn hết nguyên một cái cánh tay phải nha. Thì kèm theo cái chuyện đó là những cái sẩn nó nổi là nó ngứa, nó nóng và nó rất rát. Là tình huống cho mắt thử tà. Rồi kèm theo triệu chứng là môi lưỡi mũi họng của họ rất là khô ráo, khô ráo quá mức luôn các anh chị, và kèm theo phát sốt và ho khan. Ngoài ra thì thấy chất lưỡi hồng nè, rêu lưỡi mỏng và khô mạch phù sát. Như vậy ở đây các anh chị thấy nổi bật lên một nhóm triệu chứng. Triệu chứng gì các anh chị? Thất tà. Táo phải. Và chính xác, nhóm triệu chứng táo tà các anh chị. Chỉ có táo tà nó mới gây ra khô ráo thôi nha. Cái ca này là nó đặc trưng trên lâm sàng về táo tà luôn á, mình nhìn ra cái là thấy nó ra táo tà liền. Rồi có những ca lâm sàng mà người ta đi khắp nhiều nơi rồi nó bị biến thể rồi mình khó nhìn ra, nhưng cái cô này của cái phòng khám liền thì nhìn ra được triệu chứng là cổ bị táo tà. Mình cho cái bài thuốc để trừ táo tà đó thì 2 ngày sau là cổ khỏe hoàn toàn, các chị mang nó cũng lặn hết luôn mà không phải sử dụng thuốc của Tây y nữa, cũng giảm ngứa luôn các chị. Thì nói cho các anh chị biết ở đây mình nhìn vô một cái nhiều triệu chứng, một đống triệu chứng luôn, thì các anh chị lọc ra triệu chứng nào đặc trưng nhất của bệnh để các anh chị tìm nguyên nhân gây bệnh. Rồi ví dụ như vậy các anh chị làm tình huống số 2 đi.
cái tình huống này nó dài nhưng mà các anh chị thấy nguyên nhân gây bệnh liền luôn á. Là gì các anh chị? Trào ngược dài dài vậy không? Không, đang nói về y học cổ truyền đó các anh chị. Cô em nghĩ là quả tà luôn. Quả tà ha, rồi một ý kiến. Còn ý kiến nào khác không các anh chị? Nguyên nhân gây bệnh em để ngay trên tình huống âm sàng số 2 luôn. Thưa cô, theo em thì là thứ tà, tại vì ở đây có cái biểu hiện bệnh là mạch hồng sắc rồi là cảm giác nóng lưỡi đỏ cô. Rồi một ý kiến ha các anh chị, thì các anh chị trước khi mà mình xác nguyên nhân á thì các anh chị nhìn chịu khó là ba nhóm nguyên nhân luôn, chứ không phải chỉ có một nhóm nguyên nhân là lục dâm. Mình đang chỉ tập trung vào nhóm nguyên nhân lục dâm thôi. Các anh chị nhìn rộng ra, nhìn hết ba nhóm nguyên nhân luôn các anh chị. Thưa cô, theo em là do yếu tố bất lợi ngoại nhân, do sinh hoạt ăn uống không điều độ. Rồi, chính xác ha các anh chị thấy đây em để luôn đó. Cái này là một cái đề thi của năm ngoái, lớp năm ngoái, không phải trường các anh chị, trường khác. Thì hỏi nguyên nhân gây bệnh là cái gì? Thì để sẵn ở trên tình huống luôn, các anh chị thấy người ta uống rượu. Người ta uống rượu với bạn vô thì anh này làm bất động sản. Mà tới phòng khám vì ảnh bị ở đau, tự vỉ đau liên tục mà cứ ôm bụng thôi. Uống thuốc tây thì nó không có đỡ anh chị nha. Thì tới thì hỏi là uống rượu rất nhiều anh chị nha, thì mình xếp vào một cái nhóm đó là bất nội ngoại nhân, không phải ngoại nhân cũng phải nội nhân, nó là do chuyện ăn uống đó. Thì mình sẽ xếp nó vào nhóm là bất nội ngoại nhân, cụ thể là uống nhiều rượu đó. Thì vậy thôi, nó đơn giản chứ nó không có khó anh chị. Rồi tiếp tục một tình huống nữa, các anh chị đọc và cho em biết là nguyên nhân gây bệnh là gì. Hàng tài hả cô? Hàng tài, một ý kiến ha. Rồi cảm ơn anh hoặc chị. Rồi còn các anh chị khác thì sao? Này bị thấp tà cô. Thấp tà, ý là thấp tà, một ý là hàng tà. Còn ý kiến nào khác không các anh chị? Thế như hàng thấp tà nó xâm nhập qua biểu gây nhiễm lạnh. Rồi hàng thấp tà ha, một ý nữa. Còn ý kiến nào khác không các anh chị? Thưa cô, theo em là bệnh nhân bị nhiễm phong hàn do có yếu tố sợ gió nữa. Rồi, phong hàn ha, một ý kiến nữa. Rồi em giải đáp cho các anh chị ha. Các anh chị giải đáp gần đúng hết trơn rồi. À, tác nhân gây bệnh ở đây là phong, hàn và thấp, ba tác nhân luôn. Phong hàn thấp tà ở ngoài đó nó dồn vô người của mình, thì các anh chị thấy có triệu chứng của phong không, nó diễn tiến nhanh rồi các anh chị nha. Và thường á hàn và thấp thì nó không đi chung, nó không đi riêng, nó phải đi chung với phong. Các anh chị thấy triệu chứng ở đây toàn là triệu chứng của nửa người trên không mà do phong nó đẩy lên đó. Rồi triệu chứng của hàn tà là ở đâu các anh chị? Sợ lạnh nè ha, hoặc uống nước ấm này, hoặc bôi dầu ấm thì nó giảm lạnh là mình thấy hàng tà đó. Rồi thấp là ở đâu? Chỉ một cái thôi nhưng các anh chị phải đọc kỹ, đó là đau nặng đầu, có triệu chứng của nặng. Cho nên trên bệnh nhân này tác nhân gây bệnh là bên ngoài gồm có phong, hàn, thấp tà. Rồi tình huống số 4 các anh chị. Theo em là hỏa tà. Rồi, hỏa tà một ý kiến. Rồi, cảm ơn chị. Còn các anh chị khác? Em nghĩ là phong tà đó cô. Phong tà thử.
phong tử, phong thử táo, phong thử táo bà. À, một ý nữa. Còn các anh chị khác? Dạ cô, theo em là các anh chị cứ phát biểu đi các anh chị, em vẫn đang nghe. Dạ, theo em là phong là vì nó có triệu chứng diễn biến nhanh, còn thấp là do sổ mũi nhầy vàng, ho khạc đàm vàng, và táo là họng đỏ sưng đau với khát nước. Rồi, còn một ý kiến ha. Rồi, còn các anh chị nào nữa, còn ý kiến nào khác không các anh chị? Rồi, giải đáp cho các anh chị ha, các anh chị trả lời đa số đúng hết nha. Các anh chị bắt đầu quen rồi đó. Thì đầu tiên phong thì các anh chị thấy nè, có triệu chứng diễn tiến nhanh. Thì cái người này tới phòng khám thì đã có chẩn đoán y học hiện đại rồi, nhưng mà người ta sợ thuốc kháng sinh. À, người ta bị là suy thận các anh chị, suy thận. Cái cô này cổ không muốn uống thuốc tây, thì cổ tới phòng khám để cổ muốn uống thuốc y học cổ truyền. À, thì khám thì thấy cổ sốt, sốt 39 độ các anh chị, vã mồ hôi đau đầu, sổ mũi, ho khạc đàm vàng. Bằng đặt cái đặt nó dính kẹo để như cao su vậy đó. Nó soi họng thì thấy họng cổ đỏ mà nó sưng lên, hai cái amidam hai bên nó sưng lên mà khát nước. Lúc nào cổ tới cổ ngồi cổ đợi cổ xin uống nước, cho uống nước uống mấy ly như vậy là rồi. Nhưng mà hỏi cổ á, uống nước vô mát không, giảm khát không, thì cổ nói giảm. Uống vô thấy giảm á, nhưng mà giảm ít thôi, phải uống nhiều thì nó mới giảm nhiều nha. Như vậy thì mình thấy cái nhiệt trong người của cô này rất nhiều, nhưng mà à, trước đó thì cổ không có bị gì hết trơn á, chỉ có sau khi cổ đi làm giữa trời nắng gắt về cổ mới bị thôi. Mà cái yếu tố mà nắng gắt á thì mình nghĩ nhiều tới yếu tố gì các anh chị? Hỏa tà. Thử tà nha các anh chị, thử tà. Thử tà mình sẽ nghĩ ở đây là phong và thử tà nó đi vô con người của cái cô này nha. Thì mình sẽ có một cái bài thuốc là thanh thử ích khí than đó. Khi học bài thuốc như các anh chị học rồi đó, thì mình đặt chân cho những trường hợp này, tức là đi giữa trời nắng xong rồi biểu hiện những triệu chứng này, thì mình đánh cái bài thuốc đó vô nó có hiệu quả. Các anh chị nói táo tà nó cũng đúng, tuy nhiên nó chưa chính xác lắm. Táo tà hay thử tà hay hỏa tà nó đều là nhiệt tà hết trơn á. Thì khi cho bài thuốc thì bài thuốc giống nhau, tức là bài thuốc tân lưu, bài thuốc làm mát cơ thể. Tuy nhiên nếu mình nhìn nhận cái hoàn cảnh khởi phát của cô này là giữa trời nắng á, mình biết rằng đó là yếu tố thử tà, mình cho đúng cái bài thuốc thử tà, ví dụ như thanh thử ít khí than, thì cô này cũng sẽ hồi phục nhanh hơn. À, cụ thể là em cho cổ cái bài thuốc đó, đó thì có 3 ngày thì cổ khỏe hết, uống thuốc luôn, cũng không uống thuốc tây gì hết trơn á, thì cũng ngưng luôn thuốc y học cổ truyền thì nó vậy. Rồi tình huống số 5 các anh chị. Vậy là cái này chỉ có phong với thử thôi hả cô? Đúng rồi, phong với thử các anh chị. Dạ thưa cô, theo em là bệnh nhân bị bệnh do yếu tố bất nội ngoại nhân, do chấn thương trong quá trình lao động ạ. À, rồi, cảm ơn chị, chấn thương ha, một ý kiến. Còn các anh chị khác thì sao? Này có bị thận yếu không? Bị hư thận hư không? Thận hư ha. Rồi, một bạn là thận hư, một bạn là bất nội ngoại nhân do chấn thương. Rồi, còn các anh chị khác thì sao? Dạ cô ơi, cho em bổ sung nữa là nguyên nhân nữa là do yếu tố sinh hoạt ạ, yếu tố bất nội ngoại nhân do sinh hoạt lao lực quá độ. Rồi, cảm ơn chị. Một yếu tố nữa là lao lực quá độ ha. Rồi, còn các anh chị khác cho nhiều ý kiến đi các anh chị. Rồi,
Trước khi em giải đáp thì em sẽ hỏi ha, hỏi chút xíu, xin phép hỏi cái anh mà hồi nãy nói là do thận đó, thì yếu tố nào mình nghĩ tới là tạng thận bị tổn thương? Dạ em thấy là do đau vùng thắt lưng đúng không? Đau vùng thắt lưng. Các anh thấy là thắt vị đĩa đệm tầng L5S1 đúng không? Tăng dần nằm võng, giảm kiểu như là giảm khi nằm giường cứng, tại vì giường cứng khi mà tác động vô vùng lưng á thì nó hỗ trợ cho cái việc mà thận nó điều hòa lại, nên ảnh thấy giảm đau thì em nghi ngờ đang là bị thận hư rồi. Rồi, một ý tưởng tốt. Tuy nhiên em nhắc các anh chị ha, mình sẽ tập thói quen dần. Từ đây trở về sau em sẽ cho các anh chị làm tình huống lâm sàng rất nhiều, các anh chị tập thói quen. Khi mình nghĩ một tạng phủ nào đó bị tổn thương hoặc bị bệnh, ngay lập tức các anh chị nhìn lên tình huống lâm sàng có triệu chứng của nó không, có rối loạn chức năng nào của tạng phủ hay không. Ví dụ nghĩ tạng phủ thận bị tổn thương, mình nghĩ đến chức năng của thận đi, thận tạng kinh có bị rối loạn không, thần chủ phúc tủy có bị rối loạn không, có bị u tai hoa mắt gì không đó, cái sơ đồ thận tinh hôm bữa em vẽ đó. Thì nguyên tắc là có bằng chứng mình mới được chẩn đoán, không có bằng chứng mình không được chẩn đoán đâu các anh chị nha. Mình muốn nghĩ trong đầu người này bị cái gì quyền của mình, nhưng để đặt bút xuống chẩn đoán thì các anh chị phải coi có bằng chứng ở lâm sàng nha. Trên lâm sàng mình không thấy triệu chứng của rối loạn chức năng tạng thận, mà các anh chị thấy ở đây người ta chỉ nói là đau cái vùng lưng thì đồng ý là thận nó nằm vùng lưng có thể, nhưng chưa thấy triệu chứng của rối loạn chức năng tạng thận là cái thứ nhất. Cái triệu chứng thứ hai các anh chị thấy người này, người ta triệu chứng nổi bật nhất là gì các anh chị? Đau, đau quá dữ dội luôn nè. Bệnh nhân sau khi cúi xuống bê bao cát, bệnh nhân đau nhiều, đau dữ dội, đau tăng khi ho, khi hắt hơi, khi cơm cúi đột ngột. Mà theo y học cổ truyền, đau là do gì các anh chị? Đau là do gì các anh chị? Thống á, gọi là thống á. Do bị ứ huyết không? Không, không là do không có được thông, không thông thì bất thống luôn. Rồi không thông thì bất thống ha. Cái gì không thông là khí và huyết nó ứ trệ lại. Các anh chị nhìn trên tình huống lâm sàng số 5 là tình huống đau đặc trưng của huyết ứ. Của huyết ứ các anh chị mới đau dữ dội như vậy. Mà tại sao huyết ứ thì đồng ý với một số anh chị ý kiến là chấn thương chính xác các anh chị nha. Chấn thương ở đây có thể là vi chấn thương nhỏ nhỏ thôi, hoặc các anh chị có thể xếp vào trong một cái nhóm sinh hoạt nó không điều độ hoặc lao lực cũng được luôn nha. Nhưng các anh chị phải nói được cái hậu quả của nó là huyết ứ là đúng nha. Các anh chị thấy nè, người ta đau rất nhiều, đau dữ dội thì đây chỉ có thể là huyết ứ thôi, mà nhìn ở dưới lưỡi còn có điểm ứ huyết nữa thì nó biểu hiện rõ ràng của cái chuyện huyết ứ. Nói tóm lại, nguyên nhân gây bệnh của người này là chấn thương và gây nên cái hậu quả là huyết ứ các anh chị. Rồi, cái tình huống số 5 này các anh chị có thắc mắc gì không? Là người này bị bất nội ngoại nhân mà gây huyết ứ đúng không con? Đúng rồi, nhóm bất nội ngoại nhân các anh chị. Rồi, khi mà làm kiểm tra em cho mấy cái tình huống này mấy anh chị làm được đúng không? Khó lắm cô ơi. Nhìn cái là ra liền, đâu gì đâu khó đâu các anh chị, nó dễ mà. Lâm sàng không đó, mình làm lâm sàng cho quen. Rồi mình sẽ đi luôn, mình không nghỉ giải lao, hay mình học xong sớm, nghỉ sớm để cho các anh chị ôn thi. Một số anh chị ngày mai làm bài kiểm tra bài thuốc á, cho nên là em cho các anh chị nghỉ sớm. Bây giờ mình sẽ qua một cái phần cũng quan trọng các anh chị, đó là tứ chẩn ha, phần khám trong y học cổ truyền. Rồi thì mình sẽ đi luôn phần tứ chẩn các anh chị. Ở mục tiêu của bài ngày hôm nay, các anh chị hình dung được tứ chẩn mình sẽ ra gồm có những nội dung gì, mình thực hiện được gì trên lâm sàng. Thì em biết là một số anh chị có hành nghề rồi, tuy nhiên có thể là trong quá trình hành nghề của mình trước đó mình chưa thực hiện đủ tứ chẩn thì mình sẽ không ra được chẩn đoán chính xác được bệnh. Thì hy vọng là sau bài ngày hôm nay các anh chị thực hiện tứ chẩn một cách hoàn thiện nhất để mình chẩn đoán được bệnh chính xác các anh chị. Trước khi nói y học cổ truyền, mình nói y học hiện đại có mấy phương pháp khám các anh chị? Khám lâm sàng, cận lâm sàng phải không cô? Một ý kiến là khám lâm sàng và cận lâm sàng. Còn các anh chị khác thì sao? Có
có chứ cô, thì em thấy ở bên y học hiện đại thì họ có cái phương pháp là nhìn sờ gõ nghe. À, rồi, cảm ơn chị, đúng ha các chị ha. Thì phương pháp chính á, mình nói là khám mà. Khám là mình khám, còn cận lâm sàng mình đâu có làm đâu, cận lâm sàng máy làm nha. Thì khám là con người khám, ai là người vọng vọng chẩn hết, nhìn nhìn thôi, vọng là nhìn ha, chính xác rồi. Vấn là gì các anh chị? vẫn là hỏi hỏi Văn nha, văn là gì các anh chị? là nghe nghe văn là nghe ha, nghe là văn là còn có một phần ngửi nữa. Rồi thiết là gì các anh chị? Thôi sợ không là bắt rồi. Cái phần thiết chẩn thì nó gồm có hai cái, một là xuất chẩn, hai là mạch chẩn. À, xuất chẩn là mình sờ mình khám ha, còn mạch chẩn là mình bắt mạch. Thì ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các anh chị tổng quát những cái phương pháp đó. Đầu tiên là vọng chẩn nha. Thì vọng chẩn em sẽ gom lại sơ đồ cho các anh chị dễ hình dung. Đầu tiên vọng cái gì? Nhìn đó các anh chị, nhìn nơi bị bệnh, nhìn cái chất tiết của người bệnh, nhìn cái lưỡi và nhìn cái chỉ tay nha. Nhìn cái chỉ tay mình hay nhìn đối với những đứa đứa nhỏ đó, thì cái lưỡi của nó rất dễ bị triệu chứng giả, cho nên mình hay nhìn cái chỉ tay đó. Đó là vọng chẩn. Thì đây là phần cụ thể, đầu tiên mình xem cái người bị bệnh, hoặc là xem vùng bị bệnh, rồi sau đó mình xem thần, con người đó còn thần hay không có thần. Thì hôm bữa học cái bài ngũ thần á, em đã hướng dẫn các chị rồi, các chị mở lại cái đó coi. Rồi xem sắc, sắc cái gì? Tức là xem cái sắc mặt của ông ta đó, thì màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ nghĩ nhiều bệnh lý do gì các anh chị? Màu đỏ, sắc mặt màu đỏ sốt à, theo y học cổ truyền đỏ do tâm đó cô, à, bệnh lý của tâm ha, hoặc có thể bệnh lý của huyết ứ. sốt do Rồi màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xanh thì nó tương ứng với ngũ tạng. Các anh chị mở ra coi lại màu nào ứng với tạng nào. À, xem hình thái, tức là cái hình dáng của người đó có cân đối không, có bình thường không, tư thế như thế nào và họ cử động ra sao. Rồi xem mũi nè, xem mắt nè, xem môi. Rồi xuống là xem da, da người đó có bị vàng không, có xuất hiện mấy cái ban chẩn không, hoặc là có bị phù thủng không. Cuối cùng là xem lưỡi. Rồi tiếp tục, lưỡi đối với y học cổ truyền nó là một cái xem rất quan trọng các anh chị, cho nên là em để một cái slide riêng để hướng dẫn xem lưỡi luôn. Thì mình có ba cái của lưỡi cần phải xem, đó là cái chất lưỡi, cái rêu lưỡi và cái dưới lưỡi nha. Cái chất lưỡi, cái rêu lưỡi và cái dưới lưỡi. Cái chất lưỡi là cái gì vậy? Thì mình nhìn cái thần của cái lưỡi, mình nhìn cái sắc của cái lưỡi, nhìn cái hình của cái lưỡi và nhìn cái trạng thái của cái lưỡi nha. Ở cái thần đây bình thường là nó tươi, còn nếu như nó bất bình thường thì nó có thể là khô. Rồi cái sắc của cái lưỡi, cái màu á, nhìn có cái lưỡi nó màu đỏ nhạt, nó màu trắng, nó màu đỏ thẫm hay nó màu xanh tím, thì đây là một số màu trên lâm sàng nè. Rồi sau đó nhìn cái hình của cái lưỡi tổng thể, là kêu bệnh nhân lè cái lưỡi dài ra, mình nhìn cái hình của cái lưỡi. À, coi cái lưỡi non, lưỡi già. Lưỡi non, lưỡi già là sao, thì vô tình huống lâm sàng cụ thể em sẽ nói cho các anh chị biết. Lưỡi béo hay lưỡi gầy, tức là cái lưỡi đó nó bè ra hay là nó thon, nó nhỏ lại nha. Cái trên cái lưỡi đó nó có vết ứng răng hay không, các anh chị học xong bài này các anh chị thử lè cái lưỡi của mình ra chiếc gương á, các anh chị kiểm tra lại cái lưỡi của mình đi, coi có vết ứng răng trên này không. Có một số người cái lưỡi của người ta béo bẹo á, những người bị béo bẹo á, cái lưỡi nó hay có vết ứng răng. Rồi có vết nứt không, có gai nhọn ở trên đầu lưỡi hay không. Rồi trạng thái của cái lưỡi là cái gì? Rồi trạng thái của cái lưỡi là thường hay nói bệnh nhân lè lưỡi ra và giữ yên, thì coi cái lưỡi nó có bị rung không nha, hoặc là người ta làm không có được, có cái lưỡi có bị liệt không, hoặc cái lưỡi có bị ngắn không, hoặc cái lưỡi có bị co lại không, hoặc có bị méo lệch hay không. Thì đó là trạng thái của cái lưỡi. Rồi bây giờ tới rêu lưỡi.
Rêu lưỡi là cái phần rêu ở trên bề mặt lưỡi đó các anh chị. Thì các anh chị để ý cho em hai cái thôi, đó là chất rêu, đó là, tức là tính chất của cái rêu và cái màu của cái rêu nha. Thì tính chất của cái rêu các anh chị phân biệt cho em ba cái là nó mỏng hay nó dày, nó nhuận hay nó táo, tức là nhìn nó tươi tốt, nó ẩm ướt hay là nó khô queo hả, và cái rêu đó nó có bị bong tróc ra ngoài hay không. Rồi cái sắc rêu thì các anh chị để ý là rêu màu trắng, rêu màu vàng hay rêu màu xám đen nha các anh chị. Thì thường á, bệnh của hàn á thì rêu màu trắng, bệnh của nhiệt á thì bao gồm thử nè, hỏa nè, nhiệt tà nè, hoặc là nội nhiệt bên trong thì nó biểu hiện ra rêu vàng. Còn rêu màu xám đen á là biểu hiện của có thể là huyết ứ quá lâu hoặc là bệnh lý của thận dương bị hư suy thì nó biểu hiện ra rêu màu xám đen. Rồi cái thứ ba là mình sẽ kêu bệnh nhân là đưa lè cái lưỡi ra và đưa cái lưỡi lên trên để mình nhìn cái phần dưới lưỡi. Thì nhìn cái phần dưới lưỡi, các anh chị nhìn cho em một cái thôi, đó là cái hình sắc, một cái duy nhất thôi, các anh chị coi dưới lưỡi có xuất hiện huyết ứ hay không hoặc là có xuất huyết hay không là được nha. Thì thường á, xem những cái điểm huyết ứ á, thì mình thường xem dưới lưỡi của bệnh nhân sẽ thấy. Rồi nói tóm lại cái lưỡi mình sẽ coi ba phần này, các anh chị học thuộc cái này cho em nha, để mình coi trên lâm sàng. Rồi đây là hai cái lưỡi bình thường, thì ngày hôm sau em sẽ chụp những cái lưỡi bị bệnh trên lâm sàng nha các anh chị coi. Tại vì chụp cái mặt của bệnh nhân á, thì phải che đi cái con mắt để không lộ hình ảnh, thì em làm chưa có kịp, hôm sau em sẽ cho các anh chị coi lưỡi cụ thể của người bệnh nha. Thì ở đây có hai cái lưỡi khỏe mạnh, hai lưỡi người khỏe mạnh các anh chị. Ở đây là lưỡi khỏe nè, khỏe nhất luôn, lưỡi nó thon, nó gọn, nó tươi, nó nhuận, nó không có gì hết trơn á. Rêu lưỡi thì nó cũng ít nữa nha. Còn đây cũng là lưỡi của người khỏe mạnh luôn, tuy nhiên nó hơi có rêu, mà rêu nó cũng không thiên về màu trắng hoặc nó cũng chả thiên về màu vàng. Và cơ bản cái lưỡi này cũng là một cái lưỡi bình thường luôn, nó không bị bệnh các anh chị. Rồi mình sẽ qua cái phần thứ hai, đó là phần văn chẩn. Phần văn chẩn thì nó có một số phần, thứ nhất là nghe âm thanh, nghe gì, nghe tiếng nói nè, nghe tiếng thở, nghe tiếng ho hay là nghe tiếng nấc của người ta, thì một số cái bốn cái đó em hay nghe trên lâm sàng. Rồi ngửi mùi thì mình ngửi cái gì, mùi của những cái khiếu á, thì nó hay tiết dịch ra, ví dụ như mũi, ví dụ như miệng, ví dụ như mùi của đàm của bệnh nhân, ví dụ như mùi của phân, mùi của nước tiểu. Tuy nhiên bây giờ thì người ta hiện đại, người ta hạn chế những cái chuyện này để tránh lây nhiễm cho người khám bệnh, tức là người bác sĩ á, các anh chị đó, cho nên cái phần này mình hạn chế nha. Mình vẫn có thể khám những phần khác để mình chẩn ra bệnh. Rồi bây giờ một cái phần quan trọng đó là vấn chẩn các anh chị nha. Thì vấn chẩn là một trong những phương pháp nó đặc trưng mà nó hỏi được tình hình của bệnh nhân ở quá khứ cho tới tương lai luôn. Nó là một phương pháp duy nhất làm được chuyện đó. Bắt mạch các anh chị cũng chả biết được trong quá khứ người ta như thế nào. Nghe hoặc là ngửi hoặc là nhìn các anh chị cũng chỉ biết được bệnh nhân ở hiện tại thôi. Nhưng vấn chẩn tức là hỏi bệnh đó, thì các anh chị sẽ tầm truy vết được tình hình của bệnh nhân trong quá khứ cho tới hiện tại luôn nha. Thì ở đây hệ thống là cái vấn chẩn cho các anh chị dễ hình dung. Thứ nhất là các anh chị hỏi về triệu chứng của bệnh đi. Em biết là một số anh chị làm nghề á, các anh chị quen hỏi thập vấn, tức là nhất vấn hàn nhiệt nhị vấn hãn, đúng không? Thì đó là thập vấn hồi xưa, nó không có sai các anh chị. Tuy nhiên hiện nay mình kết hợp với học hiện đại thì các anh chị hỏi đầu tiên vô cái các anh chị hỏi triệu chứng chính của bệnh. Em ví dụ nha, ví dụ như bệnh nhân đến với mình vì đau thắt lưng, thì mình ập vô mình một cái, mình đừng có hỏi hàn nhiệt trước, mình đừng hỏi mồ hôi trước, các anh chị hỏi triệu chứng đau của bệnh nhân trước đi để mình khỏi bỏ sót. Rồi ví dụ như hoàn cảnh khởi phát của đau, đau chỗ nào, rồi hướng lan như thế nào, yếu tố tăng giảm là gì, triệu chứng kèm theo là gì, các anh chị hỏi hết về cái nguyên nhân nhập viện, rồi sau đó mình mới quay lại mình hỏi về đông y rồi hàn nhiệt nha. Rồi hỏi hàn nhiệt thì hỏi gì, hỏi có sợ lạnh không, có phát sốt không, đặc điểm của hàn nhiệt trong người bệnh nhân. Ví dụ như mình hỏi là bệnh nhân có thấy lạnh không, ví dụ bệnh nhân trả lời có, thì mình hỏi thêm là lạnh ở đâu, bệnh nhân nói là lạnh hết người luôn, rồi mình sẽ hỏi thêm là làm gì cho nó bớt lạnh, ví dụ uống nước ấm có bớt không, bệnh nhân kêu có, thì khả năng các anh chị nghĩ cái tác nhân gây lạnh đó là hàn bên ngoài vô và nó đang là thực chứng chứ không phải hư chứng. Hư chứng là các anh chị có làm gì nó cũng chả giảm lạnh hết trơn, tại vì nó là thể trạng hư trong người rồi đó. Thì hỏi như vậy để các anh chị phân biệt được và để chẩn đoán được bệnh. Rồi các anh chị lưu ý loại trừ yếu tố ảnh hưởng
nha, như thời gian, như mức độ, như vị trí, như tần số xuất hiện. Ví dụ như đang mùa đông mà hỏi người ta lạnh không thì tất nhiên là nó phải lạnh rồi. Nhưng các anh chị hỏi sao để mà người ta lòi ra bệnh. Ví dụ như là cho bệnh nhân vào trong một căn phòng ấm, tránh tiếp xúc với môi trường lạnh bên ngoài. Rồi khi đó mình mới hỏi là có lạnh hay không nha. Thì ý là để loại trừ đi những yếu tố gây nhiễu cho bệnh nhân. Rồi cái thứ ba là hỏi về hãn. Hãn hay gọi là mồ hôi các anh chị. Thì hỏi là có hay không có mồ hôi, để cho bệnh nhân xác định được là mình mồ hôi của mình tiết ra có bất thường hay không. Sau đó các anh chị hỏi về thời gian. Thì nó chỉ có hai chuyện thôi. Nó là tự hãn, ra mồ hôi suốt ngày, thường là khí hư. Đạo hãn, ra mồ hôi về ban đêm thì thường là âm hư. Chỉ có hai trường hợp đó thôi. Và số lượng và tính chất của mồ hôi, các anh chị nhớ loại trừ những yếu tố ảnh hưởng nha. Ví dụ như trời nắng đổ mồ hôi là đương nhiên. Ví dụ như đang đi dưới trời nắng về nhà đổ mồ hôi là đương nhiên. Hoặc là bệnh nhân đang mới tập thể dục về, hoặc bệnh nhân mới vừa lao động làm một cái việc gì đó nặng vô thì đổ mồ hôi là đương nhiên. Thì mình nhớ mình hỏi để mình loại trừ những yếu tố này ra. Rồi thứ tư là hỏi về đau nè, về mỏi, về khó chịu, về hoa mắt, về chóng mặt nha. Thì các anh chị nhớ theo cái bảng này em liệt kê ra cho các anh chị luôn, các anh chị chỉ hỏi thôi vị trí, tức là đau ở đâu, mỏi ở đâu. Rồi cái thứ hai là tính chất, tính chất của đau là đau có di chuyển không, đau có kèm theo ngứa không, có nặng nề không, có tăng khi lạnh không, có kèm theo sưng nóng đỏ đau không, hay là có đau trướng hay đau dữ dội hay không nè. Tại vì khi các anh chị hỏi được tính chất của đau thì các anh chị đã chẩn đoán được khoảng 50% nguyên nhân gây bệnh và tính chất của bệnh luôn rồi. Ví dụ nha, đau giống kiểu hồi nãy tình huống số 5, đau dữ dội như vậy thì mình nghĩ tác nhân nhiều là huyết ứ. Mà bệnh nhân than là tôi đau mà đau âm ỉ thôi, xoa nắng thì nó dễ chịu lắm, nó thích lắm, thì đau đó là đau kiểu hư chứng, tức là bị lâu các anh chị và chính khí nó giảm rồi. Cho nên mà khi mà mình xoa nắng như vậy á, thì khí nó tới cái vùng đó nhiều, bệnh nhân thích, bệnh nhân đỡ đau. Hoặc là bệnh nhân than là đau rất đau, ứng vô nó đau chói luôn, thì đau đó là đau cự án hay là đau thực chứng. Thì các anh chị phải hỏi hết tính chất thì các anh chị mới ra được, mường tượng được cái tình trạng của bệnh. Sau đó các anh chị hỏi thêm mức độ và thời gian. Như mới đau nè, đau lâu ngày nè, dữ dội âm ỉ như em mới vừa ví dụ á. Rồi cái thứ năm là hỏi về ăn uống và khẩu vị. Thì em cũng liệt kê ra cho các anh chị luôn để cho các anh chị dễ làm. Mình sẽ hỏi bệnh nhân là ăn nhiều hay ăn ít, có thèm ăn hay chán ăn không, có thích ăn uống một cái nhóm thức ăn nào không, chua cay đắng mặn ngọt, có thích ăn nhóm nào không, để mình định hình nguyên nhân. Ví dụ có những người ta thích ăn cay thì mình nghĩ nguyên nhân có thể do nhiệt. Những người thích uống rượu bia cũng là do nhiệt nha các anh chị. Những người thích ăn đồ béo, đồ chiên xào nghĩ nhiều là do đờm thấp. Rồi hoặc là những người mà nhóm người thích từ đó đến giờ sinh ra mình chỉ thích ăn đồ ấm nóng thôi, chỉ thích uống nước ấm thôi, thì có thể là cái dạng thể chất của người đó là cái dạng hư hàn, nó sinh ra đã bị rồi các anh chị nha. Hoặc là có những cái người mà từ nhỏ đến lớn thích uống nước đá, ăn những đồ mát thôi chứ đồ nóng là chịu không nổi, thì có khả năng là cái dạng thể chất của người đó, tức là sinh ra đó là cơ thể của người đó đã bị âm hư rồi, thừa hưởng từ cha mẹ truyền cho anh nha các anh chị. Rồi mình hỏi về uống, uống thì có khác không nha, và khi khác đó thì uống nhiều không, uống vô nó có giảm khác không, khẩu vị thì có bị đắng miệng không, có chua, có nhạt, có ngọt, có mặn gì không nha. Rồi cảm giác sau khi ăn có nặng bụng, có đầy bụng, khó tiêu gì không, thì đây là tất cả những cái mình hỏi về chuyện ăn uống và khẩu vị các anh chị phải hỏi hết. Rồi hỏi về giấc ngủ các anh chị. Ở giấc ngủ đầu tiên hỏi về mất ngủ, thường bệnh nhân hay than mất ngủ, thì các anh chị phải xác định lại bệnh nhân nhiều khi không biết mất ngủ là gì, cứ thấy một đêm ngủ không được thì chạy tới bác sĩ than là mất ngủ. Tuy nhiên các anh chị phải xác định lại nè, định nghĩa của mất ngủ là sau khi ngủ dậy hoặc là sau khi mất ngủ người ta phải mệt mỏi. Còn nếu như mà người ta ngủ dậy người ta vẫn khỏe ra thì đó không phải là mất ngủ nha các anh chị nha. Có những người người ta thức, người ta ngủ ngày có 2 tiếng, 2 tiếng một đêm, nhưng mà hỏi ra thì sáng dậy vẫn khỏe mạnh, vẫn đi làm bình thường, thì đó không phải là mất ngủ. Đó là cái giờ ngủ sinh lý của người đó. Rồi thì trong cái chuyện mất ngủ các anh chị hỏi liên quan tới những tạng phủ. Ví dụ mất ngủ có khó vào giấc không, có hay mơ không, có khởi phát cấp mạng, rồi giấc mơ có ác mộng không, có lo lắng, có u buồn gì không, hoặc là trong lúc ngủ có bị giật mình vì tiểu đêm không nha. Thì đó là hỏi về cái chuyện mất ngủ. Ngoài ra còn có một cái chuyện nữa, đó là buồn ngủ. Buồn ngủ thì hỏi bệnh nhân là
cái có những cái người mà bệnh về tỳ về khí, anh chị, người ta chỉ thích nằm, người ta không muốn làm gì hết trơn, nhất là người lớn tuổi, anh chị thấy rủ đi chơi không chịu đi, rủ đi tập thể dục cũng chịu đi, chỉ thích nằm thôi nè. Hoặc là những người hơi lười chút xíu, rồi đi phân như thế nào, cái màu của cái người đó như thế nào, có lừ đừ không, có đau nhức xương khớp không, thì đây là triệu chứng kèm theo, anh chị nhớ hỏi luôn. Rồi cái thứ bảy là họ về đại tiểu tiện, tức là đi tiểu và đi cầu các anh chị nha. Thì đi cầu các anh chị hỏi cái tính chất của phân, phân nó táo, nó khô, nó lỏng, nó sệt hay nó nát nha, có thành khuôn không. Rồi tiểu tiện thì các anh chị nhớ hỏi là số lần nè, số lượng nè, màu sắc nè, gắt buốt, và còn hỏi cái mùi nữa nha. Và về kinh nguyệt, đới hạ, xuất tinh thì các anh chị hỏi nhất kinh nguyệt của người phụ nữ á, các anh chị sẽ hỏi về chu kỳ kinh, về số lượng và về tính chất của kinh. Tính chất thì các anh em sẽ trình bày kỹ hơn. Đới hạ nha, đới hạ có cắn đó các anh chị, thì mình hỏi về số lượng, về tính chất, cũng là màu và mùi luôn. Có những bệnh lý của phụ nữ á, mình phải hỏi cực kỳ kỹ kinh nguyệt và đới hạ nha, phải hỏi chi tiết lắm á, người ta mới khai ra những triệu chứng bất thường. Ví dụ như em có một ca bệnh mới đây thôi, bệnh nhân tới vì rối loạn kinh nguyệt, người ta nói là rối loạn kinh nguyệt 2 tháng nay rồi không có ra kinh, tuy nhiên người ta xuất hiện đới hạ rất nhiều, đới hạ rất nhiều, thì mình phải hỏi kỹ về số lượng của đới hạ, hỏi kỹ về tính chất của cái huyết trắng, nó có kèm nhầy nhớt không, nó kèm mùi hôi không, nó có kèm sắc vàng không, thì vân vân, mình phải hỏi kỹ như vậy. Rồi về nam giới, các anh chị hỏi cái chuyện xuất tinh nha, di tinh và mộng tinh, hỏi hai chuyện này. Rồi bây giờ hỏi kỹ hơn về chu kỳ kinh của người phụ nữ các anh chị, thì em chia cho các anh chị luôn để mình dễ. Thứ nhất, mình phân biệt là trước kỳ, tức là kinh của người đó đến sớm hơn 7 ngày. À, sau kỳ là người đó kinh nguyệt đến trễ hơn 7 ngày nha. À, kinh không định kỳ là không biết luôn, tới lúc sớm lúc muộn luôn, không có tính được chu kỳ của nó nha. Rồi về cái thiểu kinh và đa kinh thì các anh chị phải hỏi cho thiệt kỹ, và các anh chị phải so sánh với lúc trước bệnh, lúc bình thường của người bệnh đó, chứ đừng so sánh với ông hay bà bác sĩ, nó không có đúng. So sánh trên người bệnh nhân là hỏi trước khi bệnh đó, thì kinh nguyệt ra bình thường không, nó kinh nó có ra nhiều không, số lượng, rồi tới khi bệnh đó, thì số lượng kinh nó như thế nào so với lúc bình thường, thì mình sẽ ra được bệnh lý của bệnh nhân nha. Thì ở đây đa kinh là số lượng nhiều nhưng mà nó đúng chu kỳ. Rồi có thêm một cái hiện tượng là vô kinh. Vô kinh là sao? Nó có 3 trường hợp các anh chị, tức là 18 tuổi nó vô kinh thì gọi là vô kinh nguyên khoát, hoặc là người đó bị vô kinh 3 tháng đã có kinh đều rồi, trước đó nó đều nhưng mà tự nhiên 3 tháng hoặc 4 tháng không có kinh thì gọi là xếp là vô kinh, hoặc là 6 tháng khi có kinh nguyệt không đều thì cũng được chẩn đoán là vô kinh luôn. Là thống kinh là gì? Thống kinh là đau bụng kinh kèm theo đau căng vú, buồn nôn, căng thẳng, thì cái này tới chu kỳ kinh nguyệt thì chị nào trải qua thì biết rồi, gọi là thống kinh. Và rong kinh là gì? Rong kinh là hiện tượng kinh đến đúng kỳ nhưng mà nó kéo dài các anh chị, nó lớn hơn 1 tuần luôn, với số lượng nhiều hoặc ít nha. Có những bệnh nhân đến vì rong kinh 1 tháng trời, người ta ra chút xíu mà ngày nào cũng phải ra, thì những trường hợp đó gọi là rong kinh. Thì xung quanh cái chu kỳ kinh các anh chị phải hỏi hết những chuyện này, phải hỏi kỹ lưỡng từng cái như vậy á, thì mới chẩn đoán được. Rồi về đế hạ nè, em vẽ ra cái sơ đồ cho các anh chị coi luôn. Mình sẽ hỏi 2 cái về số lượng và về màu sắc. Số lượng đế hạ ít hay nhiều? Ít hay nhiều là so với cái gì? So với trước lúc bệnh, tức là lúc người bệnh nhân bình thường á. Màu sắc thì có màu gì? Màu trắng trong, màu sậm, màu đục, dính đặc, mùi hôi. Thì chủ yếu cái hàng này là các chị, nguyên nhân chủ yếu là do thấp nhiệt tà nha. Màu trắng trong là chủ yếu do hàng tà, hoặc là vàng nhạt chủ yếu do nhiệt tà. Rồi mình sẽ qua phần thiết chẩn, như vậy là xong vấn chẩn rồi. Các anh chị thấy là trong tất cả các phương pháp khám, vấn chẩn là tốn thời gian nhất và các anh chị cần phải tỉ mỉ nhất phần vấn chẩn. Mình sẽ qua phần thứ tư, đó là thiết chẩn. Thì thiết chẩn đầu tiên là xúc chẩn các anh chị ha. Xúc chẩn thì đầu tiên là mình sờ vị trí bị bệnh, ví dụ như bệnh nhân than đau cuộc sống thắt lưng L5S1 thì các anh chị rờ ngay khúc đó đi, sờ để mình cảm nhận cái gì. Đầu tiên mình cảm nhận phần da thịt nó có nóng, nó có lạnh không, ở chỗ đó nó có khô, nó có nhợn không, nó có chắc nhẽo không. Nóng thì nghĩ nhiều do nhiệt, lạnh nghĩ nhiều do hàn, vân vân. Khô là có thể mất tân dịch nha các anh chị, chắc thì nó bình thường. Nhão thì có thể do tỳ khí hư đó, hoặc là cái phần chức năng tỳ chủ cơ nhục nó bị giảm. Rồi các anh chị sờ tiếp bàn chân, bàn tay, cơ bàn chân bàn tay có lạnh không, có nóng không. Rồi sờ cái bụng có đau chỗ nào không, có bị u chỗ nào không.
rồi sờ cái nơi đau. Các anh chị nãy em nói rồi, sờ theo hai kiểu, thiện án và cự án. Thiện án là sờ vô người ta thích, thích xoa nắng. Còn cự án, cự là sao? Sờ vô người ta cự, tức là người ta bị đau nhiều hơn, thì gọi là cự án. Rồi, bây giờ tới mạch chẩn. Hồi nãy là xúc chẩn rồi, bây giờ tới mạch chẩn. Mạch chẩn là cái điều quan trọng nhất á, là tư thế của cái người bắt mạch và cái người được xem mạch nó phải đúng, cả hai cùng đúng tư thế thì nó mới đúng nha. Tốt nhất là người bệnh ngồi hoặc là nằm ngửa hoặc là ngồi im, điều hòa nhịp thở đi nha. Tư thế người bắt mạch phải là thoải mái nhất. Thì đi bệnh viện á, hay thấy là một số em y sĩ á, hoặc là một số bác sĩ trẻ mới ra trường á, nó không có để cho cái bệnh nhân nằm thoải mái, bệnh nhân ngồi vừa chăm cứu vừa bắt mạch nữa, thì như thế lúc đó bệnh nhân nó không có thoải mái, mình sẽ không bắt được cái mạch chính xác của người bệnh. Rồi, giới thiệu một chút về mạch các anh chị. Cái này cái học chăm cứu các anh chị sẽ được giới thiệu rõ hơn nữa. Thì bên này hai tay của mình, bên phải bên trái hai tay đó, bên trái thì ba cái bộ mạch, hai bên đều có ba cái bộ mạch là thấu quan xích nha. Bên trái là tả, bên phải là hữu. Thì đây theo thứ tự nè, thốn nè, quan nè, xích. Thì trước, giữa và sau, thốn quan xích là các anh chị theo thứ tự ngoài đi vô đó, thì bên trái sẽ là tâm, can, thận, và bên phải sẽ là phế, tỳ và tâm tiêu, mà tương ứng với những tạng phủ tương ứng nha. Thì bên này sẽ là tâm, can, thận, bên này sẽ là phế, tỳ, tâm bạc. Thì cái cách bắt mạch như thế nào? Cách bắt mạch là các anh chị để tay của mình lên trên ba bộ thốn quan xích. Nó sẽ có nhiều kỹ thuật bắt mạch lắm. Ở đây nói với anh chị một kỹ thuật bắt mạch thôi nha, kỹ thuật bắt mạch của trong nội kinh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để ba cái ngón tay của mình lên trên thốn quan xích của bệnh nhân. Mình sẽ bắt cả hai tay. Thì các anh chị đầu tiên các anh chị ấn cả ba ngón tay xuống, tiếc là không có học thực hành để hướng dẫn thực tế các anh chị. Các anh chị ấn ba cái ngón tay xuống đúng, đè cả ba cái bộ thốn quan xích xuống. Mình sẽ coi tổng quan của cái mạch đó nha. Rồi sau đó các anh chị bắt đầu thả hai ngón tay lên, ba ngón tay của mình đè xuống ha. Thì thả hai ngón tay ở sau này, mình coi cái mạch thốn trước đó. Rồi sau đó thả cái ngón tay ở đây, đè cái ngón tay ở giữa xuống để mình coi cái mạch của bộ quan. Rồi sau đó tương tự là mạch của bộ xích. Bên tay này cũng vậy luôn nha. Như vậy nó sẽ có hai cái kỹ thuật. Thứ nhất kỹ thuật xem mạch tổng quan, và kỹ thuật xem mạch từng bộ. Để các anh chị cảm nhận. Khi xem mạch thì các anh chị xem cái gì? Mạch thì nó rất đa dạng các anh chị, nhiều mạch lắm á. Nó đa dạng, tuy nhiên mới học các anh chị xác định cho em ba cái thôi. Đó là theo vị trí nông sâu, mạch phù hay mạch trầm. Theo tốc độ của mạch, tức là mạch đi nhanh hay đi chậm, gọi là trì và sát. Và theo cường độ của mạch, hay là mạch hư hay mạch thật á, thì ở đây có định nghĩa cụ thể các anh chị. Mạch phù là cái gì? Các anh chị nhìn cái hình này. Mạch phù là mạch có thể cảm nhận được khi mình ấn nhẹ ngón tay của mình xuống, tức là cái bàn tay của mình chỉ đặt nhẹ lên ba bộ thốn quan xích thôi. Các anh chị đã thấy mạch đập rồi. Vậy đó. Rồi mạch trầm là mạch gì? Mạch trầm là mạch này chỉ có thể cảm nhận được khi ấn xong. Nó ngược với này, cái này để trên bề mặt chưa kịp ấn nữa là mình đã thấy rồi. Còn cái này phải ấn thiệt sâu xuống thì các anh chị mới thấy được. Thì ý nghĩa em để bên này, ý nghĩa để bên này để các anh chị coi. Mạch trì là mạch gì? Mạch trì là mạch có 3 nhịp mỗi chu kỳ hô hấp. Mạch hoãn là mạch có 4 nhịp mỗi chu kỳ hô hấp. Mạch sát là mạch có nhiều hơn 5 nhịp của mỗi chu kỳ hô hấp. Tuy nhiên, thuật ngữ này bây giờ cái Hiệp hội Y học cổ truyền của châu Á, Thái Bình Dương á, cái WHO nó chuẩn hóa lại các anh chị. Nó chuẩn hóa lại, người xưa viết vậy khó hiểu quá. 3 nhịp là cái gì? 4 nhịp là cái gì? Thì chuẩn hóa lại theo số nhịp luôn. Rồi, mạch dưới 60 là mạch trì. 60 đến 90 là mạch hoãn bình thường, và mạch sát là mạch lớn hơn 90, 90 lần một phút, 90 lần mạch đập một phút. Thì bây giờ người ta chuẩn hóa là như vậy rồi để cho các anh chị dễ xác định được mạch trì, hoãn hay là sát nha. Em nhắc lại, số mạch đập trên một phút dưới 60 là mạch trì, 60 đến 90 là mạch hoãn bình thường, và lớn hơn 90 là mạch sát, tức mạch nhanh đó các chị. Rồi bây giờ mạch hư và thật nha. Mạch hư là sao? Anh chị nhìn hình vẽ này, em thích cái hình vẽ này vô cùng, và nó miêu tả đúng cái mạch. Mạch hư là mạch lớn nhưng mà nó mềm. Hư có thể gợi ý rằng không có gì nhưng mà có thể cảm nhận được. Tức là các anh chị rờ hơi ứng nhẹ xuống một chút, các anh chị thấy mạch, nhưng cái cảm giác đi khí đi trong động mạch nó rỗng tết, nó không có gì hết trơn. Mạch thật là sao? Mạch thật khi các anh chị ấn xuống, các anh chị cảm thấy nó dày,
nó dài dặn á, tức là trong đó khí và huyết nó đi trong đó nhiều á, và cảm giác là nó cứng và nó khá dài, nó kéo dài vậy nè các chị. Đó thì cái này phải học thực hành, rồi các anh chị phải ngồi lâm sàng một vài năm các anh chị mới có cảm giác được bắt mạch nha. Rồi đây là một cái hình, các anh chị nói cho em biết nhìn vô cái hình này các anh chị thấy cái gì? Thấy ông già cô gái cái mặt của ông già. À, còn anh chị nào thấy cái khác không? Thấy con chó, thấy em bé, thấy con chim, thấy cô gái ở góc tường. Rồi, cô gái thấy mấy cái hình. Dạ. Rồi, còn anh chị nào thấy cái gì khác không? Ông già là có hai ông già rồi. À, hai ông già đúng rồi. Còn gì nữa không các anh chị? Cái trụ cổng không? Rồi, cái trụ cổng ha. Thì các anh chị thấy nè. Hồi nãy giờ em hỏi một bức hình mà có nhiều người nói thấy khác nhau. Thì em thích cái hình này là khi mà thầy Tài Thu á, thầy chuyên về chăm cứu á, thầy đưa ra thầy nói nhìn cái hình này mỗi người thấy một cái hình ảnh khác nhau. Thì cái mạch của mình trong y học cổ truyền nó cũng như vậy luôn. Mà tại vì sao? Tại vì cái chuyện bắt mạch nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cảm nhận của người thầy thuốc. Mà cái cảm nhận của người thầy thuốc thì các anh chị biết rồi, nó có lúc nó khách quan và có lúc nó chủ quan. Ví dụ ngay bản thân em cũng vậy thôi. Hôm nào công việc quá nhiều, sáng phải đi họp, rồi dạy sinh viên, rồi soạn bài, thì ngay trưa hôm đó bắt mạch bệnh nhân, cái cảm giác của mình nó sẽ không được chính xác, tại vì tinh thần mình nó không thoải mái. Mà hôm nào công việc nó thoải mái hơn, nó ít việc hơn, mình đủ thời gian cho bệnh nhân, thì mình từ tốn mình bắt mạch thì mình sẽ cảm nhận được cái mạch của bệnh nhân nó chính xác hơn. Thì đó là ý của thầy nói thông qua cái bức hình này nha. Thì như vậy ở bên Trung Quốc người ta nghĩ ra cách để chuẩn hóa được cái mạch cho nó chính xác á, thì người ta chế ra một cái máy là máy bắt mạch. Thì đây là cái máy bắt mạch bên Trung Quốc anh chị, hay Đài Loan ta hay sử dụng. Thì nó có một cái đầu dò mạch ở trong này, nó sẽ trả ra kết quả y như máy in điện tâm đồ vậy nha. Người ta sẽ cài vô đây những cái đặc tính của bộ mạch là gì là gì, rồi nó sẽ bắt từng bộ mạch thốn quan sát luôn và nó trả kết quả ra, thì như vậy nó sẽ khách quan hơn. Tuy nhiên hiện nay cái máy này nó đắt tiền, ở Việt Nam chưa có một vài cái ở trường lớn hay đại học y dược chẳng hạn nó có, nhưng mà nó mất tiền quá đi. Thì nói tóm lại người thầy thuốc vẫn phải dựa vào cảm quan bắt mạch của mình, dựa vào kinh nghiệm lâm sàng của người thầy thuốc rất nhiều. Rồi bây giờ hỏi các anh chị nè, theo các anh chị bốn phương pháp khám của y học cổ truyền, phương pháp khám nào là quan trọng nhất? Vấn dạ rồi. Vấn thiết rồi con. À, vấn và thiết ha. Còn các anh chị khác nghĩ sao các anh chị? Rồi thì thôi để em nói ha, để cho nó sớm. Thì các anh chị thấy hồi xưa người ta rất chú trọng đến chuyện bắt mạch nha. Tuy nhiên trong nội kinh có nói rồi một câu thôi, đó là khám người bệnh phải nhìn tổng quan, vọng văn vấn thiết, không chú trọng một phương pháp nào cả. Nhưng các anh chị thấy phương pháp vấn trận nó là một phương pháp đặc biệt, nó giúp cho mình nhận được triệu chứng từ quá khứ cho tới hiện tại luôn. Cho nên mình nó là một phương pháp quan trọng hơn những phương pháp kia một chút xíu. Tuy nhiên mình phải cân bằng tất cả các phương pháp nha các anh chị. Thì rất vui khi các anh chị nói là phương pháp vấn chẩn nó là phương pháp quan trọng chính xác á. Còn cái phương pháp mà các anh chị thấy bắt mạch rà tay mình vô một cái mà mình chẩn ra được bệnh á, thì em nghĩ chắc chỉ có trong phim thôi các anh chị nha. Hoặc là những người nào đạt kinh nghiệm nó cao, ngay cả thầy cô lớn của em bây giờ người ta khám bệnh á, ngoài chuyện bắt mạch người ta vẫn vấn chẩn rất kỹ càng mới ra bệnh được của bệnh nhân. Rồi như vậy bài của ngày hôm nay là hết. Em hy vọng là các anh chị nắm được thái quát về tứ chẩn. Còn cái phần bài tập thực hành đó thì tuần sau mình sẽ làm. Rồi, bài này các anh chị có thắc mắc gì không các anh chị? Có ví dụ như là mà sau mình còn có mấy cái bài mà để được mình đoán được bệnh đó. Ví dụ như là sờ da nóng lạnh khô nhận thì mình đoán cái gì đó, thì sau này mình có học thêm cái đó không cô? Sau này sẽ học chi tiết ở phần bệnh học các anh chị nha. Mỗi một cái thể bệnh là mình sẽ có luôn á, có khám luôn. Dạ yên tâm rồi cô, cảm ơn cô. Rồi nếu không có gì mình nghỉ nha các anh chị, nghỉ sớm cho các anh chị ôn bài á, mai nào kiểm tra. Rồi các anh chị nghỉ nha. Dạ chào cô. Rồi chào các anh chị. Dạ chào cô, cảm ơn cô. Thank you.